Rồi tiếp theo đây thì em sẽ test cho anh em con máy hút bụi của mã MT6 này và mã MT5 nhá. MT6 thì sẽ là giá 850.000 và MT5 sẽ là 750.000, thì em sẽ báo giá trước luôn nhá. Thì anh em nào đang xem video lần đầu tiên thì có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi các video của bên em. Để sẽ ra thường xuyên về các sản phẩm của Phong DIY. Cảm ơn anh em. Thì sau đây thì em sẽ giới thiệu hai con mã MT6 và con mã MT5 nhé. Con này thì nó sẽ là đồng kích thước giống nhau nhưng mà giá nó khác nhau thôi. Con này thì sẽ của thương hiệu VAX em nhá. VAX này. Đây. Con này thì của hãng VAX, thì thông số của nhà sản xuất thì con này sẽ dùng điện là 220V. Đây, 220 đến 240. Đấy, công suất cực đại sẽ là 2400W. Đấy, anh em có thể cắm trực tiếp vào điện lưới nhà mình luôn. Cắm trực tiếp vào điện lưới của nhà mình luôn. Thì điện này sử dụng điện 220 thì em đã gắn sẵn vào điện 220 nhá. Anh em có thể gắn trực tiếp vào điện lưới của mình để sử dụng luôn. Về chức năng hoạt động thì ở phần cuối của cái máy hút bụi thì nó sẽ có các nút như sau. Đây là nút lúc mà mình kéo dây điện ra nhá. Đây. Giả sử dây điện đang loằng ngoằng, anh em muốn thu lại thì bấm nút này. Thì dây nó sẽ tự động nó cuốn lại ở bên trong nhá. Ở bên trong nó có một cái lò xo á. Tiếp theo ở giữa đây thì anh em thấy này, đây là công tút công tác điều chỉnh tốc độ đấy. Min là nhỏ nhất nha, max là đến cao nhất, là có thể hút mạnh hút nhẹ là tùy thuộc vào anh em vặn ở cái nút này nha. Còn nút power thì anh em sẽ ấn nút ở bên phải, tính từ cái đuôi máy trở lên nha, thì anh em có thể ấn nút này là nút power. Đây, em ấn cho anh em xem này. Máy này thì nó kêu cực kỳ êm luôn. Hút bụi ra cái vòi này nhá. Đây, để em thử anh em xem này. Đây là một cái cầu chì điện nhá. Vẫn hút vào bình thường luôn. Đây, nó sẽ hút vào trong này. Hút vào trong này. Đó, cầu chì vừa rớt vào trong này luôn. Tắt thì anh em chỉ ấn cái nút kia thôi. Thì anh em lưu ý là cái máy này thì chỉ có một máy và một cái ống dẫn ra thôi. Còn cái đầu thì hiện tại thì không có. Còn anh em muốn đi đổ vệ sinh ấy, thì ở đây nó có một cái nút chìa khóa này. Anh em chỉ cần ấn nút, ấn là có thể gỡ được một cái bầu rác để anh em đi đổ nha. Đi đổ thì ấn nút này ra để mở ra đổ như bình thường thôi. Đấy. Con này hoạt động rất là đơn giản, dùng điện 220 thì phù hợp với lại điện này. Nhà của anh em sử dụng. Thì hai con này nó, một con là mã MT6 là giá 850.000 này. Con mã MT5 sẽ là 750.000 anh em nhé. Hai con của hãng VAX. Anh em có thể lên mạng và check thông số của nhà sản xuất anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.